Ok, thì hôm nay tôi sẽ lại bắt Valorant. Nhưng mà hôm nay không phải là solo Sunday, nên là duo Sunday cùng với lại Tóc Trang. Yo, what's up? Ok, chào Tóc Trang, nói chứ Tóc Trang dạo này tay to lắm. Thì cũng to bình thường. Làm gì mà to hả? You spend too much time alone and you wait té. Nó lại wait té. Tập tạ bình thường thì nó to thôi, ăn nhiều đạm vào các bạn ạ. Nếu mà anh em không biết thì vào chú Tóc Trắng bắn rất là tay to nha. Anh em muốn xem những cái clip của chú Tóc Trắng bắn thì lên TikTok tìm tên Tóc Trắng là ra. Nhảm nhảm cái gì. Nhưng mà dạo này Tóc Trắng bị lười ra clip lắm, anh em phải vô comment spam cho chú Tóc Trắng ra clip rồi. Mít có. Cái gì? Tao bắn hụt hết luôn. Về garage đi. Không, đây nè. Tóc Trắng. Lâu, 125. Tao bắn cái cung người thôi. Vandal. I got your Vandal. Mình bắn tay to quá, hơi bị vướng nên là bây giờ chết là bạn ăn được bạn nào. Tay to quá, tay to không ba rồi, tay to. Đừng có giới thiệu người ta tào lao. Giới thiệu kênh quá giờ. Giới thiệu luôn xong cái hồng bà bùm vai xong. City. Tao kiếm nha. Đừng láo gì lại. Ui, nó kia. Trời ơi. Nice. Ông nội kia, ông jump pick mà ông không thấy con đó. Thì tao không check, tao vừa bước xuống tao thấy nó, tao giật cái mình luôn. Tao cho mày. Đây đi. Oh, thanks man. Ủa, sao cái súng trắng này bỏ đây. Nobody like your gun, bro. Tội mấy. Kìa kìa, dưới mặn nha. Không được, đánh được. Ôi, nó cướp rồi, nó chạy rồi. Nice one. Wow, được team gánh ư, tôi cảm thấy thật hãnh diện. Nở mũi vì có đồng đội bắn hay với lẽ. Mình phải gáy không trắng, mình phải gáy, ta boss bản người ta sẽ làm rất tiêu tiệt. Easy game. Ê, quên lộn, đó là easy game. Oh, phát hụt. Hay. Mày đâu? Garage setting. Bom này nè, bom rồi, có bom nè. Đừng chết nha. Bom mất rồi. Please report check nữa chứ, hiểu lẹo. Ơi nó mid rồi, mid luôn. No, it's there. Này thì giữ mặt của tao. Cái gì? Mid còn thằng nữa. Nó ngoài. Thì trái. Thằng nữa trắng. Hay. Trắng. Ây da, anh trắng tay to. Rồi bây giờ tới tao cho mày coi. Bây giờ mày có coi Goku không Ken? Không coi Goku. Nhìn tao đây. Nè, ở trong tập solo Sunday chưa, tao đã bắn ốp vào mắt người xem. Lần này tao sẽ bắn trúng đầu của nó cho mọi người xem. Xem đây. À, nó tìm tao. Rồi vào sai rồi, đặt bom rồi. Trên lầu không thằng. Chết đi mày. Trên lầu. Thấy rồi. Ra đây. Nice try. Tại sao nó đi ở cái chỗ tao không nhìn là sao ấy? C clear nè, trắng. Ok. Tin tao, C clear. Ok. Đi. Nice. I'm looking. Rồi, không clean. Đi. Móc nó đi. Tao móc nó nhưng mà A chết trên side kìa. Thì mày chạy qua đi, mày đừng cần phải quắc lâu vậy. Tao sẽ cầm dao mày không cần. Tao thấy rồi. Đừng đùa với tôi. Hay. Đúng rồi. Dẫn mặt với anh em chúng tôi. Trong khu tao sống, nếu mày thích thì tao có Vandal. Một hẹp hết. Oh wait, my bad. It's okay. Trong khu tao sống, nếu mày thích thì thì tao có Phantom. Mày định nói gì? Không, tao đổi lại cái lời đi mà. Hay quá, ủa anh em bắn hay quá. Nice. Trời ơi, tao boss bản luôn. Được gánh rồi, vui quá trắng ơi. Dư, ơi. Chu.
Dính é số 3 tụi bạn mới dính é số 3 gà. Ok, ê gara bao rồi, đẩy lên. Tao thả chim ở đây, hãy nhìn chim đâu đi. Rồi không sao, được cái tụi nó. Từng hở. Thay. Hãy nhìn chim tao đi. Nhìn chim tao đi. Nó thả, nó thả con chim ra, sao tao bắn con chim đó. Tao không bắn thằng con chim. Từ từ, quay. Vào đi, tao cho chim vô, Hay quá, trong góc kìa. Hay. GG guys. Hay, không cần phải làm gì cả, được gánh. Ok, giờ tao xong bên núp. Hey, what the hell? Okay.